Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại thử một game mới, con game có tên là Tiểu Tiên gì đó, Người Lùn. À, chính xác hơn là Thần Lùn chứ không phải Tiểu Tiên. Trong con game này thì chúng ta điều khiển những cái thần lùn này nè, đi khám phá sâu xuống lòng đất. Càng khám phá càng thu nhập tài nguyên, sau đó xây dựng cái căn cứ trên mặt đất của chúng ta thôi. Về cái thể loại thì nó giống như là tên bay thẻ bài kết hợp với yếu tố roguelike mà chúng ta thường thấy. Đi, hình như có đấu boss này là đánh con gà là chính luôn. Game này đồ họa nó tương đối đơn giản, anh em nhìn giống như là những cái quân cờ trên bàn cờ đó. Chủ đề chính của nó là những cái thần lùn nhỏ nhỏ như thế này nè đó. Những cái chú thần lùn bé bé. Game này nhiều trailer phết nha. Đây, những cái cây nâng cấp này là cái chọn đường đi trong con Gulai đây. Cái này dắt đoạn đến boss. Đây là nhìn cái đường như thế này anh em chắc biết con Gulai liền. Có cả cơ chế xây dựng nào cũng khá là thú vị. Nhìn cái đồ họa nó ngộ ngộ á, nên chúng ta vô thử game coi sao. Đây, Konomic đây. The life of a gnome is typically boring, unpleasant, and painfully uneventful. But mine has always been the one exception. And today was no different. There I was on my usual walk through the woods. Người đồng á thì gánh gánh không biết làm gì cả. Chừng cái thanh niên này đây. Hôm nay thanh niên này đi du rừng để coi thẩm gì đó. Tự nhiên nhìn thấy một cái quyển sách trên một cái đền thờ nằm trong rừng. And no gnome likes a wet book. But problem was, it was being guarded by an enormous creature. Mouth like a pointed stick and eyes like the beads of death. But I'd faced these monsters before. So I knew what I was up against and I wasn't gonna go down easy. Trời ơi, con quái vật khổng lồ. Trời, nó ngắt cái đầu gà luôn. Rớt con mắt ra luôn rồi. Điều này bạo lực máu meo quá rồi. Đây. Có một điều mà tôi cực kỳ để mắt trong cái quyển sách này. Nó là cái thịt con mắt nào bắt đầu chui vô cái cống này đó. Chuyện gì bạo lực chứ gì vậy? À, chào mừng đến tới hang động Kamiga. Có quay được đâu, có zoom được đâu, lúc AD. Rồi, bây giờ phải tìm một số cái gỗ để thuê những con người lùn này. Cái thanh niên chặt gỗ sẽ rất là quan trọng. Bây giờ kéo thằng này để cho nó đi làm việc, để đây ạ. À? À, di chuyển được nè. Nhấn nút, nút này là nút cách không? 7 hành động. Vậy là một tool, mỗi cái nhân vật của chúng ta là có 7 action. Này. Hả? Chúng ta cần phải thịt để mà cho những con dơi đi kết thúc mỗi tôn. Ở đây là chúng ta có 20 thịt nè. Con dơi thì nó sẽ cần 5 thịt mỗi tôn. Cái này dạng những nơi là ống máu, ống mana hay là điểm mana gì đó. Càng đi sâu xuống thì phải càng nhiều thịt hơn nữa. Thôi, không có thịt cho nó thì nó ăn thịt mình luôn, độc ác. Hàng của Batman đó, Batman Cafe đó. Nhấn nút tab. Bây giờ thuê thêm cái thằng mà thợ săn. Thợ săn thì sẽ săn những cái động vật ở gần. Vậy là đặt kế mấy gà này phải không? Này đến đây. Rồi. Một con gà nó cho mình bao nhiêu thịt ta? 6 thịt. 6 gà 6 thịt. Rồi, mấy con dê nó lại ăn nữa. Bây giờ đi xuống sâu hơn. À, đi xuống đây. Cẩn thận. Cái nơi nào trên mặt đất nó nứt thì nó không có an toàn. Chắc là tuần sau thì nó sập thôi. Gom đứng trên đó thì sẽ nhận đam khi kết thúc một tuần. Rồi ok, tránh cái ô sập này. Còn mấy con gà sao? Vậy là mình phải cân bằng đầu tiên á. Hái gỗ nè, cái thứ hai là lấy thịt. Phải cân bằng giữa hai cái này. Rồi làm sao thả mấy con gom vô. À đây nè, đây nè. Con này giặt gỗ thì chắc để đây. Con này lấy thịt thì để đây thôi. Mỗi con có 7 cái điểm hành động á. Hai con là 14 hành động. Vậy mình phải cân đối hợp lý. Lấy được có 6 thịt thì con dơi nó lại ăn hết 6 thịt rồi. Nên giờ không có thịt nữa, chắc xuống luôn. Bên trái thì có thịt 2x. 2x là mình sẽ nâng cấp những cái con thần lùn của mình lên. Đặt cái con thần lùn lên trên cái banner là xong. Dạng như phong tước phong hầu cho nó đặt lên ghế hả? Chấp nhận những cái thần lùn của mình nó có thể đứng trên không khí. Không còn nhận đam trên những cái ô bị sập nữa. Ngon nha. 20 gỗ thì ít 2 lên
thêm một cái hành động khi mà làm việc x2 lên là từ 7 này lên 14 hay là lên 9. Đưa cho con này vô đây đúng không? À, 20 gỗ. Gom thì có thể nâng cấp lên, mình có thể ghé shop và khu nhập gỗ gì đó để nâng cấp, lắp. Đặt cái này lên đây luôn. Dập. Rồi hết gỗ để nâng rồi. Mình cần có nhiều gỗ thì cứ càng nâng lên thôi, xuống. Thật. Một vài cái hang động thì nó có một cái hang dơi có nguy hiểm luôn, phá nó trước khi con dơi kết thúc mỗi tool. À, dơi thì nó sẽ ăn của mình. Ôi ôi, gà của kìa. Rồi, đây. Thằng này chắc gần bị gà. Có rồi, ok. Quốc. À, đi ít hai cái hành động luôn nè. Vậy là 14 thịt phải không ta? Ủa sao 13? Áo. Ừ. Khi mà con gom mình không có gì để làm á thì đặt nó lên cái chỗ nào bay bay á. À đây nè. Để nó tiết kiệm hơn tí cái lượng thịt mình bị mất. Hả? Cái đó như bán con gom luôn rồi. Đồ lừa đảo. Tôi tưởng đâu đặt nó lên là nó giữ cho mấy con dơi nó không có đánh. Ủa, nhấn nút tab. 15 gỗ, chết rồi, hết gỗ thì không chơi. Trời ơi, cái ông đếp tự nhiên hướng dẫn tôi đi bán con gom làm gì. Giờ tôn luôn này. Thôi đi luôn. Hướng dẫn gì không hướng dẫn, đi hướng dẫn bán con gà lông. Giờ còn có con một à. Cái gì đây, con gà này nè. Con này con gốc rễ gà đó hả. Một con gà khổng lồ mang trên mình một cái bộ giáp bằng cây. Nó sẽ di chuyển ngẫu nhiên gây đam lên tất cả những cái ô đó khi kết thúc một tool. 30 thịt, 30 gỗ, 3 cái cục phô mai quá không ha. 2 cái lông. Chạy luôn rồi. Ý da. Nó chạy ngẫu nhiên dưới này sao không chơi. Rồi. Nó đứng chỗ này là hết đường nó đi rồi. Mày chết. Mày không chết, tao chết. Ồ, con này nó cũng đào đá được hả? À, nó phá cái hang dơi. Coi có gỗ nè. Có gỗ rồi, mình thê lại thằng chặt gỗ. Nâng xong rồi mất điểm luôn. Đi xuống đây lại x2, 26 gỗ. Một là mình lấy thịt. Cái lông này đứng trên không khí à. X2 là x4. Mà nó còn có 4 máu à. Cái này là gì? Chúng ta chưa bao giờ xuống sâu được như thế này. Ôi ôi, con phượng hoàng hay là con gà đây? Phượng hoàng nào kêu ỏ không? 120 máu. Chúa tể rồi gà. Có cây không? Cây nào? Mười sáu. Ủa? Sao 16 được ta? Rồi x2 hai lần là nó thành có x3 à. Bị lừa rồi anh em ơi. X2 hai lần x3 à. Đây à, đúng rồi, x3 nè. Không thấm nó luôn á. Nãy đi chơi ngu quá, tự nhiên đem bán con này. Đặt ở đây thì nó chặt chết được con này. Đó.
Trời ơi, nãy để cái này xuống đây. 6 thịt, 7 gỗ, 7 vàng. Nó đang gặm cái ô này thì nó có làm gì mình không ta? Hả? Bạn nó thành công, quái vật bây giờ đã trốn khỏi cái hang động này. Ngon. Game cũng dễ, đơn giản, dễ hiểu. Gần lắm rồi. Nhưng chúng ta còn phải lấy đồ nhiều hơn, lấy đồ để nâng cấp những cái công trình lên, xây dựng những cái bản thiết kế này. Rồi sau đó là lại tiếp tục nâng cấp con gom, nhắm vào đây, đây nè. Dạng như cái này là cái kỹ năng của chúng ta hơi bị nhiều nha. Cái này là hang nấm hả? Còn cái này là hang khô quá. Còn cái này là cái gì? Hang hồn gì đó hả? À, mình nâng cái boomerang này lên. Boomerang này thì là nó có chữ Y nè, sẽ ném một cái boomerang. À, nó sẽ dội qua hai cái ô gần nhất. Trời ơi, đúng hả? Ờ được. Ngon, ngon hơn cái con cung của mình nhiều. Nếu X2 lên thì nó thành X4 nữa. Nâng cái này sao nữa? Nâng cái gì này luôn, đầu bếp. Đầu bếp thì sẽ lấy gỗ và cái vật liệu gỗ nó cũng như thịt. Lấy gỗ và thịt thì sẽ nấu hình cái súp. Vừa có gỗ vừa có thịt thì nó sẽ có súp. À, tức là đặt nó giữa hai con này. Rồi, ok, hiểu. Bây giờ chúng ta lại chui xuống, chưa có điểm nâng cấp gì cả, chui thôi. Lần thứ hai. Không có chơi ngu chưa bán nữa nha. Hả? À, mua mấy con gom. À đây đây nè. Con này 20, con này 25 nha. Tối đa mình có thể là 4 lót con chặt gỗ này là 15, mình mua 15 nữa còn 10. Còn 10 trong cái gao này mình khai thác được 14 đi. Mua hai con gỗ luôn, đầu game mua hai con gỗ tôi nghĩ có lời á. Rồi sau cái đun sau mình mới mua con thịt. Tại đầu game mình chưa có thịt. 3 với 3 là 6, vậy thôi xuống luôn đi ha. Xuống luôn. Nè thịt nè, thịt. Không có gỗ đi hết hai đâu. Này hai con gà đứng gần nhau, chắc là sẽ mua con boomerang. Chết rồi, không đủ tiền rồi. Trời ơi, thiếu một gỗ rồi. Nãy tính sai quá. Game nó cũng đúng mà cay luôn ha. Nó cho mình là đầu game vô là 40. Mình mua 30 là còn lại 10. 10 thì cái con chặt gỗ này nó phát quy cao lắm là 7 thôi. 7, hai con thì 14. Nên vô nghĩa. Nên chắc tôi xài tạm cái con kia đi. Không thể bỏ qua tuần này được. Ủa sao nó đánh con này? Rồi bây giờ mình nuôi đầu bếp không ta? Không, không đủ tiền mua đầu bếp. Bây giờ nó 6 thịt. Mình để đây là 6 thịt vừa đủ luôn. Nói chung là không dư miếng nào luôn á. Hai hang này, cái hang này mình có thể lấy kho báu, còn cái hang này lấy thịt. Kho báu là cái gì thì tôi không biết. Nhưng mà đi thử vô cái hang kho báu này. Bây giờ mình mua đường đầu bếp luôn nè. Đầu bếp thì đặt nó đây nè. Xong rồi mình đặt con này, con là săn thịt đúng rồi, đặt đây. Rồi đặt con chặt gỗ ở đây, đó. Thêm chặt gỗ này nữa. Đặt như thế bên này thì an toàn hơn nè. Nhưng thôi, tôi đầu đặt đây.
Nó nấu được nhiều thịt? 9. Ba thịt bên đây, ba thịt bên kia. Cũng được, không á. Bây giờ con game này đơn giản một điều, anh em cứ suy nghĩ là làm sao để nó có lợi là được. Đứng đây được không ta? Rồi, nó không nấu được miếng nào luôn. Thôi đi xuống, đi xuống. Còn 10 thịt, mình còn được có một tool nữa đó. Lấy kho báu thôi. Kho báu này hên xui, nó cho mình thịt hoặc là gỗ. Nó cho mình 10 gỗ nè. Milbert, sometimes when I'm out there cutting trees, I feel this rage overwhelming me. And it scares me, Milbert. I don't know who I am. Is this me? Why do I have such an urge to cut? Is there something wrong with me? Is there something wrong with me, Milbert? Jeremy, listen. I'm telling you this as a fellow gnome. Từ từ, đang suy nghĩ mà con này nó nói liên tục. This endless rage that overcomes us when we mine for resources. It scares us all, Jeremy. We're all just waiting for the day that the rage takes over. And us gnomes. Mười mấy thịt luôn, ngon. It'll be last man standing. Con này còn có một máu à? Tuần sau nó tự chết rồi. Đặt đây. Hope you're ready. Thằng thợ săn đưa lên đây. Milbert. Milbert, are you okay? Oh, I don't like that look in your eye. I'm gonna go back in the cave. Một ở đây, năm ở đây, năm ở đây. Thì con này nó dọn hết khu này, con này. Để ở đây một cái. Trời, nó chạy đi luôn rồi. Thiếu ngu, trời ơi. Rồi thôi, xuống thôi. Không có thăm nữa. Mình có 35 gỗ à. Mình nâng được hai cái. Gigon á. X2 là nó ngon nhất. Còn con này là con bay. X2 là có khi cho con là boomer gun ha. Con nào cũng boomer gun đâu. Tao quên mình có con boomer gun đâu. Bán con hưng chết này. Lấy con boomer gun. Con boomer gun X2 lên thì nó có lợi không? Bán con hình chết này là 41, mình mua con boomer gun 25 thì không đủ tiền. Khổ quá. Hoặc là mình lấy trộm nó 15 thịt. Thôi thôi thôi, giết thai nó đi. Gỗ, rất là nhiều gỗ. Một con chặt gỗ này nè. Rồi con mà đầu bếp đứng ngay đây. Không không, đầu bếp đứng ngay đây quá. Một con chặt gỗ đây. Một con bay bay ở đây. Một hồi săn ở đây. Đó, 21 thịt luôn. Cho anh thợ săn ở đây. Chặt gỗ đây. Đầu bếp ở đây. Mười hai thịt luôn, quá ngon. Xong còn mỗi cái bãi trên này thôi. Nhưng mà bỏ đi, chắc bỏ đi ha. Hay là mình còn tới mà 39 thịt lận mình tham cái nữa được không? Tham cái nữa mình được 6. Hôm nay đây lấy 6 cái gỗ, hôm nay đây 6 gỗ nữa.
Ủa, con này nó không có đánh cái cây nè. Cũng được, không có lỗi cho mấy. Rồi, ok. Xuống, 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 xuống. Qua đây. Boomerang có lợi nè. Boomerang chắc đặt ở chỗ này. Chỗ này, đồ bếp ở đây. Không, không được. Đặt như thế thì... đặt một con giặt gỗ đi trước đi. Như vậy thì không có lót cho con đầu bếp này. Cay nha. Từ 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 từ, để suy nghĩ kỹ kỹ cái nè. Không thể làm mẫu tả như thế này được. Nó đập chết con này. Con này nó ra là 7 gỗ, 7 thịt. Được đại đây đi. Bỏ anh tôi, trả sau cả. Ý, nó đánh con mình mất máu nữa hay gì nè. Ủa nó cũng được 7 thịt thằng đó. Vậy nó tính trong cái ô này phải không? Bây giờ 3 thịt mất 10. Thôi đi luôn, đi luôn. Cái gỗ tí mình nâng cấp cho nó. Hả? Con này nó sẽ ăn một gỗ cho mỗi cái ô nó khi mà trong mỗi cái hành động luôn. Cái ô xung quanh càng nhiều gỗ thì nó ăn càng nhiều thịt thình. Gì được không ta? Thử đây. Chết rồi, thằng này nó không ké được tí nào luôn. Năm mươi gỗ chắc đủ rồi, đi luôn đi. Không có tham. Bên này thì mình đánh được con boss nhỏ nhỏ. Tăng thêm được 3 máu. 3 máu khi kết thúc một tuần. Con này hết máu nè. Mà không có ít thay hết ta. 6 máu, 7 máu. Kỳ con phát. Ít thay nè. Còn 10 gỗ của mình thì gì con phải nữa. Hồi máu à. Rồi ok. Mình còn 5 gỗ à. Đi 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 đi. Thịt thì tôi nghĩ là không thiếu đâu. Nhưng mà đi bên này được đánh con này. Đi thử bên này ha. Hai con gà ở đây thì tôi sẽ đặt con ít hai. Đầu bếp đâu ta? Chết rồi, 14 thịt lận. Nó phao thêm một bát mỗi măng tuôn đó. Nên chặt nó trước. Đứng ở đây thì nó không lụm được gỗ. Nhưng mà còn chỗ nào để đứng ở đâu. Này nó đánh hai gà này, nó giăng thịt qua đây. Thịt qua đây thì có khi mình vẫn nhặt được nha. À quên, con này đâu phải boomerang đâu. Chết tôi rồi, tôi nhầm mày. Tính đâu boomerang nó còn đánh dội qua dội lại được. Một phun nữa, một phun nữa.
Con này 4 máu, con này chặt ít tay để đây. Bỏ nó, bỏ nó, bỏ luôn nó. Đó, gần vui luôn. Đi 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 đi, thành công rồi. Đấm boss. Con này nó gây bao nhiêu đam ta? Hai chục thì mình có là 2 là 4 là 5 nè, 5x7 35 á. Không cần phá tổ rơi đâu, một tuần là xong. Ôi ơi, nó đánh sao chết luôn rồi. Một pha ngu dại vào lòng đất của tôi. À, chết con gì vậy ta, chết con mạnh nhất. Chết con hồi máu mạnh nhất. Trời ơi. Lên boss. Con gà mà nó lồng tiếng chân đi bà bạch nhá. Gà để trứng à. Nãy không biết cái con đó nó gây bao nhiêu đam, tôi cũng không có để ý nữa. Con này hả? Con này đầu bếp. Ngon, 18 thịt luôn. Ây da, nó dậm xuống là mất một máu nha. Ông đánh này hả? Năm 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 sáu gì đặt bên này đi. Với gỗ nó có thể băng qua. Từ từ, tham quá là cũng không có lợi đâu nha. Tham quá là cũng không có lợi đâu. Nãy để con này trên này mới đúng à. Tụi này bỏ này thôi. Ý da, con này nguy hiểm nè. Kể có gì cho thằng này chết thì mình đưa nó đi cũng được. Trời ơi, nó đập chết này, nó không đánh này. Bây giờ còn có 13 gỗ mà. Sai lầm quá. Không đánh chim nữa.
Rồi có gỗ rồi, có gỗ rồi. Con này nguy hiểm quá. Không biết nó gây đam sao luôn á. Thịt mình còn khá nhiều, con này còn có 3 máu. Con này không chết là mình chết. Tạp quá. Trời ơi, chết sạch luôn rồi. Nó gây 3 đam mà. Không ngờ nó dám nhảy từ dưới này lên trên này. Tức là không giết được nó thì mình lỗ nặng á. Bây giờ còn có thằng này đó hả? À, hai thằng, hai thằng. Đầu bếp thì chắc tôi không bui nữa đâu, nó vô dụng quá. Bây giờ đội hình mình tung té nên thua rồi. Thua rồi. Rồi xong luôn. Nó không nhảy qua đây, nó nhảy qua đây là tôi giết được nó rồi. Nó khôn quá, nhảy đây rồi, nó nhảy qua đây. Nó đúng khôn luôn. Thôi thua rồi. Có đầu hàng không? Có áp cao không anh ơi? Ủa, chưa thua, gần thua thôi, con này còn một máu. Nó giết được con này rồi, giết con này luôn nè. Con gà này nguy hiểm quá, phải đẩy nó đi mới được. Rồi tuần sau là mình hẹo luôn rồi đó. Không đứng trong đó được. Rồi xong tuần này thua. Chịu. Ủa chưa nữa. Cái pha đó mới gom được đống. Nên chúng ta còn dãy đường tí nữa. Nhưng mà tôi này không có thịt à, thua luôn rồi. Có đánh thì con này có thịt. Nổ 3 đam nhớ rồi. Đừng tôi nữa. Tôi nữa thì vẫn không đánh được nó. Thôi. Trời, nó đi đánh con trên gái nữa. Đổ thịt luôn rồi. Ây da. 23 phút. Sử dụng gỗ.
Rồi bây giờ để nâng cấp công trình. Bây giờ xây dựng cái bản vẽ hả? Bấm ra đây là gì? Học cái này. Chưa có cái gỗ cắt này không có học được. Mấy cái tài nguyên này thì mình chưa có cái nào cả. Có cái này nè. Gây thêm một đam nhưng trừ máu tối đa đi 3. Được. Giảm máu tối đa đi 5. Nhưng mà nhận lại 30 thịt ngay lập tức. Được luôn. Bui. Cái này mấy cái cổ. À bui nè, bui nè. Nó có cái bàn chân đó là sao ta? Rồi đặt đây đi. À cái bàn chân là lối vào cho nó. Hãy chắc chắn là cái mình có thể kết nối với con đường. Nếu không mấy con gươm này không thể làm việc được. Mấy cái thần lùng này sẽ chuyển cái gỗ vào đây. Sau đó nó xử lý thành ba cái gỗ gì đó. Theo cái tỷ lệ nhất định. Giá hủ. Gấp cái thế. Đây điều quan trọng càng xuống sâu hơn thì cái kho báu nó càng có giá trị hơn. Gỗ của mình bây giờ có thể xử lý thành cái gỗ cắt. Công trình của mình thì theo cái bui là nó nằm trên kho nè. Rồi ok. Quay. Rồi hiểu. Công trình phải kết nối với con đường. À lấy trong đây nè. Giờ mình chưa có bui được cái gì nữa cả. Bấm vô quyển sách này, nâng nửa này nè. Nhà bếp bây giờ mình có thể xử lý 10 cái thịt. Được nha, được nha. Bui. Bui cái này nó cần 80 gỗ nè, mình hết gỗ rồi. Vậy là phải chui xuống lỗ lần nữa đó. Hồi nãy đi xa như vậy mà có mấy chục gỗ à. Để coi mình còn nâng được cái gì nữa không. 5 cái xưởng gỗ này thì có cái này cái gì. Chớp ô bây giờ sẽ xa hơn 2 ô. Bây giờ thiếu cái, đợi tí là chắc nó làm xong cái gì. Nè nó đang làm nè. Nhanh lên bạn. Game này phải treo máy chờ nó nữa. Đây à. Bây giờ nâng cái này hay nâng hướng trên này ta. Rồi nâng cái này trước đi. Chúng ta điên lần nữa. Rồi nó sẽ nằm trong nâng cấp này. Chui xuống lỗ đến đây. Mình có thể dùng một cái này. À có thể dùng tối đa 3 cái khúc gỗ này luôn. Để tăng thêm cái này. Đợi nó làm đi. Tôi uống nước, uống cà phê một tí. Để đủ 3 cái gỗ đó mình làm. Nó dạng như là cái điểm kỹ năng á. Cái điểm mà mình bui ban đầu á. Mình sử dụng mấy cái tài nguyên có sẵn này. Tính ra thì nó trời ba gỗ nó đổi một cái hả. Vậy là ba cái đó là tính ra cũng có 9 gỗ mà. 9 gỗ mà nó cho mình đầu tiên này nó tới 30 gỗ lận. Cái này thì nó cho mình thịt. Cái này chấp nhận mình có thể nhảy sang cái hang động mới một lần nữa. Cái voucher này là Gigon miễn phí một lần. Kiếm cái upgrade vàng á. Rồi xong cái này nữa chúng ta đi ha. Cái này là sao? Hiện tại mình chỉ có một con mang hàng đi tới đi lui thôi. Ủa? À. Thôi mình chọn ba cái khác biệt chứ không phải là dồn hết vô ba cái này được. Sai lầm. Đầu tiên là mình có thịt có gỗ luôn nè. Hay gỗ trước. Gà nó đứng chỗ này thì sao mình lấy thịt được trời. Không lẽ lấy bàn gỗ luôn ta. Lấy bàn gỗ luôn mạo hiểm lắm. Tôi thích boomerang hơn. Tin sao đi. Con này nó khôn quá à. Tôi nói là hết thịt luôn hả?
Liều không? Chơi liều đúng không? Tại vì bây giờ mình gọi thằng cung này ra thì cũng đâu có đặt nó được đâu. Liều đi. Không thịt. Tuần sau mà không có thịt là mình đi luôn nữa nha. Kho báu hay là X2? X2. Bây giờ mình mua thằng Boomerang. X2 cho nó farm thịt lên ha. Trời ơi cái ô này gì mà không nâng, ngu quá. Ô này nó ngon hơn. Nó chặt được gỗ 2 ô. Thôi kệ. Bây giờ mình có thịt nè. Boomerang thả đây, thả đây. Không, thả bên này. Đó, có thịt rồi đó. Thằng này đi phá cái kén. Này đi chặt gỗ. Ok. Trời, Boomerang nãy thả đây mới đúng nè. Ngu quá, quên cái tính cái bước đó. Boomerang nãy thả đây là tại cái ô này nó biết mất. Một, hai, ba, bốn, năm. Không, 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 không cần để nó đó. Cứ để nó ở đây chặt cây được rồi. Này ba, này ba, này hai. Rồi xuống thôi. Đi cái hang này có X2. Lấy thịt đi, lấy thịt. Đây, 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 đây. Đặt nó đây thì nó chạy qua đây. Tuần sau mình mới đặt nó. Tuần đầu lấy gỗ đi. Ê trời ơi, để lộn rồi, con này trên con này dưới mới đúng. Ngu gì đâu. Game không thiết kế để mấy con đến dưới đây nè, kéo thả lên nó dễ hơn. Bây giờ để ở ngoài không tôi phải nhớ mặt nhớ hình nó nữa. Thật là mệt mỏi. Vậy là mình mất hai thịt nhưng mà đổi thêm được rất nhiều gỗ. Không sao, cũng có lãi. Sai cái tool này nó chí mạng quá. Cô này tool sao nó bể ra ta. Thôi cứ đặt đây đi. Ý, quên mua con Boomerang nữa. Trời ơi quên hoài luôn. Chơi game mà. Game mới này quên hoài luôn. Rồi đi được rồi, đi được rồi. Tuần sau là 8 thịt hả? Mình có thể lấy được 10 thịt. Làm tuần đó. Chỉ cần có lãi là cứ chơi tới bến vậy. Bầu bảo. Cái gì đấy? Trời ơi cái đồ đi có. À 10 thịt cũng đỡ. Tôi này nếu như nó mất 9 thịt thì không sao, vẫn lấy được, vẫn có lãi. Con này phá cái tổ này. Lấy thịt chặt cây, rồi ok. Vừa đủ.
9 thịt. Mình có thể lấy được 7 thịt và coi như mất 2 thịt. Đánh con này thì có khả năng nó chết không ta? 5 thun thì nó lại gây mình mất máu nữa. Rồi lỗ 2 thịt thôi. Rồi xuống nữa được rồi đó. Đến boss. Đến boss thì qua đây mình lấy thịt cho đó mình x2. Lấy cái này. Nhưng mà phải ô trống. Vì đến boss xong mình qua phải thì nó lại có... Thôi đi đánh boss luôn đi. Qua đây lấy thịt đánh boss. Thì mình lấy gỗ, lấy x2, lấy thịt. Đi bên phải thì nó ngon hơn. Đi bên phải thì mình không có gặp cái ô trống nào cả. Như cái này mình đi bên trái là gặp một ô trống nè, hoặc là một ô trống này, không có đường nào tránh được. Còn đi bên phải mình có thể đi liền mạch luôn. Con x2 mình sẽ để đây. Con boomerang thường mình sẽ để đây. Một con cây để đây. Và một con cây nữa để đây. Con này nó đứng ô này à. Con mình à. Đứng ô này là mình lỗ rồi. Sai lầm quá. Ủa? Trời ơi, bên đây còn ô. Trời ơi. Ngu gì dại quá đi, tôi ngu dại quá đi. Con này làm sao? Bây giờ đừng có chết con này là được. Miễn sao con này còn sống là được. Trời nó khôn quá, nó chạy xuống dưới bà nó. Cái gì đó? Tám máu. 21. Đặt như thế này để tôi tính coi. Mình đầu một đam. Tôn 2 là 3 đam. Thì một tôn là đam gửi. Đam gửi 7 tôn thì nó 10 gửi thôi. Không đường nào chết được cả. Lại quan sát đánh cái nữa là chết một con hai con. Nhưng mà không sao. Chết thì bỏ. Nó đứng ở ô này đúng khôn luôn á. Thà nó đứng ô này mình còn 3 mặt giáp công có được. Trời, nó lựa đúng cái con nó xét đánh. Kệ không sao, con đó nó không có bút. Mình thay con gì vô bây giờ ta? Để tôi nghiên cứu đã. Thay con gì vô bây giờ? Đồ bếp này thì nó bút thịt lên rất là nhiều nhưng mà nó vô dụng. Nên chắc tôi lấy con boomerang thôi. Rồi đi tiếp. Gỗ. Bây giờ mình quá nhiều gỗ rồi. Nên chủ yếu mình tập trung farm thịt ở cái gò này.
Ừ, đánh này trước, đúng rồi đó. Có khi là đi luôn, đi bỏ cái khuôn nặng đi. Tấm gỗ à. Mười máu thì không giết được con này rồi. Thôi đi luôn, đi luôn. Không cần thịt, thịt mình nhiều quá. Ủa nãy mình có một con ít thai mà đâu vậy? À con này. Rồi, mát nhỏ luôn. Con này 7 máu. Dùng 10 gỗ. Khoảng dùng khoảng 30 gỗ đổi lấy 30 máu luôn á. Rồi siêu chiến binh của chúng ta đây. Chặt thêm một ô nữa nè. Hai con này con 8 máu còn 7 máu à. Đổi con này luôn, lấy một đống thịt, có gì tí nữa nó chết á thì mình mua con khác mình thay. Chết rồi, chỗ này có đống thịt. Bây giờ hết gỗ. Trời ơi ngu, nãy không đọc bản đồ trước. Con này đứng đây nó chọi cả làng ra luôn. Một tuần là xong. Ủa? Con này sao nó không làm việc là sao ta? Trời ơi, nó đánh hai ô cách bên ngoài con bà nó, nhìn kìa. Tôi chơi ngu rồi anh em ơi. Đặt nó ở đây mới đúng nè. Rồi anh tôn nó đi. Sai quá sai. Tôi tưởng đâu là nó tăng thêm một tầm đánh luôn. Hóa ra là nó đánh cách gần hơn. 18 tiền. Máu tối đa là 5. Chị đặt con này vô là có lợi hả? Con này nó có 4 máu à. Hả? Thôi rồi, tôi rồi. Con game nó ghi máu tối đa là 5. Thì 4 máu nó phải tăng lên 5 nhé. Trời ơi con game. Khốn nạn. Thôi rồi. Chơi cho đã tới rau cuối rồi tự bóp. Thôi bỏ đi. Thôi rồi. Tưởng đâu bút có lợi. Đút vô cái nó chết luôn. Thực tế mấy cái đó đó là phải là đáng lẽ nó lên 5 máu á. Đúng rồi chê. Ok
Nó đánh con này còn một máu à. Rồi chết luôn rồi. Thôi bỏ luôn đi. Ủa con này nó bay nó không có chết được. Có cách nào bỏ cuộn đó. Tự nhiên cái con kia nó chết quang dữ thiệt. Ủa sao nó không đánh này ta? Hình như mình đánh nó mới đánh lợi thì phải. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao cái con đó nó lại chết luôn. Máu tối đa là 5. Thì không đủ 5 máu, phải tăng lại 5 máu chứ tại sao để giết nó. Bút cái con đó nó mạnh như vậy rồi mà cuối cùng nó lại để nó chết quang. Con này bây giờ mấy cái con có kêu hồi 3 máu ấy, là nó tăng đúng ngon luôn. Thua lẹ đi, tốn thời gian quá. Không có cách nào bỏ cuộc luôn hả? Rồi. Đi sâu vậy mà được có mấy chục đổ à. Bây giờ mình bui cái gì ta? Bui cái đồ lấy thịt. Nghe. Làm sao tăng thêm mình để bây giờ? Hay là xây thêm nhà thì nó sẽ tăng thêm bằng để 50 gỗ là hết gỗ luôn rồi. Nhà này thì tỷ lệ nó làm sao ta? 3 gỗ thì nó ra một thịt. Vậy là 6 gỗ thì nó ra hai loại tài nguyên này. Mình nâng được cái này nè. Nâng được cái này nữa. Nâng được cái này luôn nè. À, phải xây nữa mới được. Phải xây nữa. Bây giờ hai thịt mình lấy nâng này, nâng cái tầm bắn lên, nảy thêm một lần nữa. Cái này ngon nha. Thiếu một gỗ nè. Đủ 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 đủ. Ủa không? Thiếu hai thịt. Còn 5 gỗ nó bỏ vô cái này cái nữa thì đủ. Nào tôi định nâng cái này nè. Boomerang nảy thêm lần nữa là coi như x2 luôn rồi đó. Rồi cái này chạy ok rồi. Ngon rồi. Để lên bạn ơi. À, có nút giờ để lấy tất cả nữa đó. Rồi. Cái nãy ông đép ông chơi từ đầu quá. Sau khi di chuyển thêm một lần hành động nữa, mỗi cái hành động này sẽ nghỉ dễ đau ở mỗi tool. Chặt gỗ xong nó sẽ nhảy lên một ô. Còn cái này thì sao ta? Đi, lần này phục thù. Cày cú dữ thiệt, trời ơi, cái ghê pha hồi nãy. Hai gỗ thì lại thiếu thịt. Thịt thì mình tối đa được 6.
Lấy hai gỗ trước hay là lấy thịt trước nè? Này tốn 10 gỗ để đổi cái map hả? Từ từ suy nghĩ cho kỹ. Lấy 6 thịt ra thì mình lấy một thịt nhưng mà lại mất gỗ. Boomerang thì cũng vô hiệu trong cái trường hợp như thế này. Lấy gỗ. Thịt con này luôn. Ủa sao con này còn có 6 máu vậy? Ly gỗ. Ly gỗ thì tuần sau không được lấy thịt. Tuần sau nữa ít thai. Đi đường nào cũng phải dính một ô trống cả. Tiên này thì đánh được boss. Đánh được boss thì nó bổ sung mình nhiều tài nguyên hơn. Lấy thịt thôi. Mày đánh cây rồi luôn. Đánh xong thì nó nhảy đi rồi, không sao hết. Rồi ok. Sáu bảy thì đặt một con boomerang ở bánh là được. Năm cái này cũng năm thôi thì tuần sau đặt ở bển vậy. Bảy ở đây, bốn ở đây. Bốn với bảy 11. Bên này luôn đi. Rồi ok. Xuống 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 xuống. Đánh boss không ít hay gì hết. Con này ít máu thì đứng đây. Thank you.
Chết ngon luôn rồi. Tuần sau, để tuần sau coi mình cần con gì. Hai ô này nó như nhau thôi. Gỗ. Tính ra lấy con này hồi nữa mình nâng cái chặt một ô lên thì nó cũng khá là có lợi. Lấy con này đi. Cái này giặt ba cái xong nó vô nó giết con này luôn. 3, 5, 3 là 11. Cũng được. Ủa? À đây, đây đứa nè. Mất ba thịt mà lấy được cũng một mớ gỗ thì cũng ổn. Vì con này vậy mà trời ơi, nãy đặt nó bên đây đi, thiệt tình để nó ở đây là sai lầm rồi, tại vì cái tool nó nhảy rồi mình mất đi một gỗ. Bây giờ nhiều gỗ quá, mình ghé mình đít hai cái mới được. Ít thay không được đánh boss nữa. Xếp cái map gì vậy nè trời. Con này 6 máu thôi nên đạn quạng là kẹo luôn á. Để như thế này thì sao mà làm được cái gì? Chết luôn. Thiệt tình. Chắc vui con vật gỗ này thôi. Cho nó lành. Bên này hết đường rồi. Xuống luôn. Mình chưa nâng con nào hết nên con nào chết thì cũng không sao cả. Phải đánh nó chết cho một tool. Hai máu nè, qua đây thì ba máu. Nó đứng vô này nó kéo à. Nó có thể đi qua đây luôn thì mình lỗ á. Nên đặt như thế này. Từ 2 đến 3 máu là 2,5. 2,5 một tôn thì khả năng thiếu 1. Lụm đi, lụm đi. Thôi, đi thôi. Cô này cô chống thì chả nghĩa lý gì cả. Cố gắng giết 15 thì hai con này 14, đặt dưới 14 đi. Hai bơm mơ găng thì giết được.
15 thì nó sợ thiếu một máu á. Sợ thiếu một máu lên con này thì mệt lắm. Rồi, vừa đẹp luôn. Trời ơi, một tool 16 thịt ta. Mình giết con này thì 10 thịt thôi, mình mất cái 6 thịt thôi. Nhưng mà đổi lại thì mình được 8 gỗ, 16 gỗ. Đổi lại mình được 16 gỗ. Đổi 6 thịt đi 16 gỗ thì gỗ nhiều. Nhưng mà cái này ô sao nó mất rồi. Tập trung giết mấy gà này trước. Mười máu thì không đủ. Con này nó đánh được hang này không ta? Nãy quên để ý nữa. Cây ăn thịt thì tôi chắc nghĩ nó vẫn là thực vật thôi, nó không tính cây đâu. Tôi nói sao? Tôi nói coi sao? Bắt đầu thiếu rồi đó nha, thiếu thịt dữ lắm rồi đó. Trời, nó cho mình gỗ nữa. À, thịt đây. Nhưng mà 20 lận. Như đây mình gom được 12, không có đường nào đủ 20 cả. Sao tự nhiên mà hả, không cho đi vậy? Không, lỗ, lỗ nặng luôn á. Nó bắt buộc mình phải đánh cái quay này. Không giết được con này. Dạ. Boomer gắn lên cho nó bay không ta? À, giảm máu tối đa đi 5 chứ không phải là giảm 5 máu. Giảm còn 5 máu. Hồi nãy tôi đọc lộn, hèn gì 4 máu để vô cái nó chết luôn. Sao ghi nhầm lẫn.
Thôi chưa có hồi máu nè. Thêm phát nữa thì liều lắm. Con này nó chỉ còn có 4 máu thôi. Hồi 3 máu thì không cần. Cho con này nó bay luôn không? Hơi ít thịt, quá ít thịt luôn á. Sáu bút nè, bốn máu sáu bút nè, miễn sao đừng có sốc đam chết là được. Con này không chết đâu, để đây đây. Con này thì cho nó hy sinh luôn, không sợ. Năm máu hả? 1 2 3 4. Đâu không đủ chết rồi. Không chết. Đập nó, không cần đập không. Trời ơi, đừng nó bổ nhỏ kìa. Ba tôn, ba tôn là nó chết 41 máu rồi. Thì hai cái nữa là 42 máu là đủ mà. Con này tăng cơ bay. Con này thì cũng tăng luôn rồi, không chết. Con này hy sinh được nè. Đánh này né à. Nói sao con này vẫn mất một máu thôi. Ủa, nó chạy đi chứ nó không chết hả? Trời ơi, nhát phải. Bạn sợ mình à? Trời ơi, con gà tây này. Tí nữa anh cho vào nồi. Ngày liệp Halloween chán sinh luôn. 250 gỗ. Cái này để gì? Xương gồng. Còn cái này là nấm. Còn vậy là cái map 2 là cái map sa mạc á. Map này nè, là cái map sa mạc nè. Nâng luôn. Cái này để gì đây? Khi mà phá hủy cái hang của mà cái hang mấy con dơi đó thì mình sẽ tăng được 3 máu. Bùi luyện. Ủa đó không, mình phải làm. Nâng cấp rồi mới bùi được. Ủa, nãy giờ mình đi nó không làm luôn hả? Ít hay game thì cái này nó có ít không? Hình như không anh em ạ, nó lừa tôi. Đặt này đặt sao ta? Không đặt đây được rồi. Hình như mình dời nó đi được. Hình như mình dời nó được. Dời sao đó? À đây đây đây.
Cái bàn chân nó đâu rồi? Bàn chân nó hướng này vậy? Chỉ chắc vô được, vô được. Đó, gì là đẹp luôn á. Hai cái cửa này nó rất gần hai cái nhà của hai anh gom này luôn. Rồi, để coi nâng cấp được cái gì nữa không? Cái này là sao? Ninja nó sẽ nhảy đến một cái vị trí khác khi mà bị tấn công. Còn cái này thì... Cái này mua được bản đồ là mua đi. Con bơm mơ găng này hả? Bao ọp, ọp gom là sao? Có thể nảy từ chính con gom luôn á. Nhưng mà... Làm như vậy thì mình... Có bị mất máu không? Còn bên này là... Nếu không có cây nào để thu hoạch trong cái đó đó, sẽ di chuyển đến là một cái ô có gần cây hơn. Được. Nhưng mà ganh tím mà, ganh tím khó lắm. Hunter sẽ tăng gan, không ngon bằng bơm gan. Hunter thì chỉ đánh đơn mục tiêu mà, ngoài ra tôi không thấy nó có tác dụng gì luôn. Súp này nó sẽ tăng thêm một nữa, có vẻ được. Sau khi nhảy á, ồ, tăng một đam cho cái đòn tấn công, tức là con này nó dạng vừa tăng cơ vừa AD luôn á. Ủa con này nó dạng gì đó? Không lẽ nó cầm cái cây mà katana đi nó chặt gỗ. Đi co. Hồi nãy là mình được cái này nè. Trời, 10 gỗ cắt mới làm được cái nhà. Cái nhà để tạo cái vé gì gôn. Cái này được rồi nè. À, mình có thể xây đường được mà. Chỉ đâu có cần tính toán bởi việc xây dựng nhiều. Một gỗ, một lông chim thì nó chế được cái bản đồ. À, cái này dạng như kinh khí cầu vậy, nó bay lên nó do thám. Kinh khí cầu để nó bay lên để cầm ống giòm nó do thám. Cái này rồi. Bẩn ninja thử ha. Thay thế công thức cũ, sử dụng một vàng để thêm mà cái ô order shop cũng được. Có con này là không lo về thịt luôn á, là mình có thể bui cái đội hình là hai gỗ nè, một boomerang một thịt là đúng đẹp luôn. Hoặc là một bốn con này, cái nào tôi thấy nó cũng ngon á. Một bản đồ nữa mình mở được này, sắp hết gỗ rồi. Lông chim vẫn còn, vàng cũng còn. Cái bao chơi thì chưa đủ xây. Tiền phát 200 mấy gỗ, bà sao hồi nãy con chim nó chạy đó. Hay là con game nó bắt buộc như vậy? Vâng quá. Đầu bếp thì mình có nên không? Không, đầu bếp mình chưa có nâng được. Rồi đi thôi.
Không biết con này nó chết hay không á. Chết rồi. Nó không nhảy qua ô này. Nhưng mà nó nhảy qua ô này. Bản tính rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Đóng gỗ. Bây giờ lấy thịt hay lấy gỗ? Đi bên này đi. Đi bên này mình được đánh boss. Đi xin ba máu nữa à. Làng quảng nó chết luôn á chứ không phải ba máu đâu. Rồi làng quảng nó chết luôn á. Để vào sau đi. Không có gì phải vội cả. Ủa? Nó gớt đâu luôn vậy? Mình lấy được 4 thịt. Tức là mình mất 2 thịt. Mình đổi được 6 gỗ. 2 thịt đổi 6 gỗ. 1 thịt đổi 6 gỗ. Đấm boss. Bây giờ chết con nào cũng được cho anh không quan tâm luôn. Cho con chặt gỗ này chết luôn à. Đi gỗ. Bốn máu thì con này khó giết lắm. Giết nó thì cũng có 7 gỗ thôi. Bốn máu thêm nữa. Chẳng nghĩa lý gì. Mình cứ bình tĩnh đi chặt cây được rồi. Rồi coi như mình mất là 4 thịt. Mình đổi được tới đống gỗ. Ủa đứng lộn nứt luôn. Trời ơi. Đặt bên này mới đúng nè. Đặt cái con này nằm ở ô này mới đúng nè. Bây giờ nó qua đây nó còn 5 máu thì ém gốc một con nó là xong. Chết.
tính ẩu quá. Nó đi tới đây, nó đi qua đây, con này giết thì nó thu được cả gỗ kia luôn. Cái đéo gì đó, không đi qua đây. Thánh thần đi ganh đung gì đó hả? Đi ganh đung thì phải qua đây, cho con này nó giết cái là xong rồi. Thiệt, game khốn nạn. Game này lừa. Game đúng lừa luôn á. Tính cho lắm vô chả được cốc cô gì cả. Cậu con này chết luôn. Không phải chặt cái này mới được, không chặt là mệt lắm. Mà chặt nó thì lại không có thịt. Hồi xưa mà càng chơi càng ngu như nào. Trời ơi. Thôi lấy cái này đi cho nó dễ chơi. Không cái ngu nào bằng cái ngu này. Bây giờ con nào cũng trắng máu, trắng giả như này. Trời luôn, nuôi con này luôn. Khá nhiều gỗ nhưng không có thịt. Mất gà này cũng hơi uổng. Nhưng mà không cần với nó. 14 cái này mình lấy gỗ nên ta. Ủa? Rồi con này con hên chết. Thôi đi 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 đi.
Đội hình mình nó đúng phế rồi. 30 gỗ cũng được. Không giết được gà này. Hai mươi bốn thịt ngon rồi, đi thôi. Bữa sao máu nó lên 19 luôn rồi. Chỉ cái câu dịch đầu tiên hình như là sai đó. Khi phá hủy cái hang á, thì nó sẽ tăng thêm 3 máu tối đa, chứ không phải là hồi 3 máu. Và tăng thêm cho con gươm này 3 máu. Ghi là 3 mát thiêu mới đúng á. Chính xác hơn chứ không đúng. Cho nó phá cái này đi, rồi tuần sau mình đẩy qua. Này cho nó hy sinh luôn ha. Hy sinh luôn thì nó lấy được 6 thịt. Cũng hơi ổn. Thôi không cần đâu. 8 gỗ. Này 10 gỗ. Phế quá, map này phế quá. Máu 22 luôn rồi. Con hình chết rồi đó. Đây đây đây. Hai mươi bảy thịt ngon, mình tốn 20 vậy, tốn 20 cũng không sao. Đứng đây thì tôi không biết nó đánh đường gà này không, thiết kế hơi kỳ. Chắc ăn nhất mình để trên đi. Rồi ok. Con này nó lôi đình mình à. Kệ con này chết cũng không sao.
Đi khôn quá. Bây giờ có gỗ rồi. Ủa đặc biệt là gì? Trời ơi, quên con ninja này. Không không, để nó chạy cái nữa mệt lắm. Chùm mấy thịt luôn. Hả? Nó là một cái cây khổng lồ 12 máu. Con hươu này 18 thịt. Con này rất là dọa. Dọa nó sợ thì nó chạy khi một cái ô khác khi nó bị đánh. Con này là nó làm cái gì ta? À nó vừa chặt gỗ. À nó chỉ chặt gỗ thôi, nó không đánh gà. 10 máu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đợi ô thứ 7 nó nhảy qua đây đi. Mình mới đặt con boomerang vô đây. Thì lúc này nó đánh ra hai con luôn. Nó đánh là hai lần thì chứ con nó nhảy qua bển thì cũng kỳ lắm. Ý da, cái hàng dơi này không được. Hàng dơi này phải đánh lẹ giống thôi. 26 con dơi. Anh đầu bếp này thì vô dụng ở cái khúc này rồi. Cái gì ạ? Ủa? Rồi nó sẽ mở ra một ô nữa. Thôi đi luôn, đi luôn. Bên này thì lấy được cái này, lấy thịt x2. Lấy thịt. Kho báu, kho báu đâu? Ba công long 10 gỗ, vô dụng luôn. Chết là dơi quá trời dơi rồi, sao mà chơi. Không phá được nó là tuần sau mình đi luôn đó. Vô phương này. Vô phương. Ây da. Bỏ 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 bỏ. Nó thả hai con dơi lắm. Xong cái tool đó là mình còn có một máu đó. Không đủ 17 thịt là mình đi luôn. Đó. Đấy.
81 thịt. Đi 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 đi. 15 thịt à. Bổ củi thêm một ô. Bổ củi mình đít máu quá à. Tính ra con này bất tử luôn rồi chứ còn sợ gì nữa. Sợ là sợ hết thịt thôi. Tấm gỗ thì ít hai ít bọng gì nữa. Ba tuần à, hai tuần rưỡi là mình bay màu luôn á nha. Vẫn là con gà tây nữa. Đây để đánh được con này. Anh đầu bếp đứng đây để chặn con gà này không cho nó ra thôi. Để thằng bổ củi này có gì nó bổ chết anh gà không đâu. Tập trung đánh boss quá thì cũng khó. Chết luôn đầu bếp rồi. Kệ đầu bếp chết không sao. Hả?
Trời ơi, hết thịt. Quên nó biết gì đi farm thịt rồi. Sai lầm quá. Kệ không sao. Tính ra thì cũng đạt được thành tựu khá là nhiều. Mình sắp nâng map cái nhánh này. Con boomer gun hồi nãy chưa map nữa nè. Tính ra là nâng hết cái bản này mình phá đảo cái map 1 là vừa đủ luôn. Chơi phát nữa không ta? Bui 10 cái gỗ cắt lắm. 10 gỗ cắt thì cũng khá lâu đó. Vô đây coi một tí nữa. Một cái bé này. Cung không ngon mà 40 găng. Không có đường ngon. Ngon bằng đó. Mới có một thôi. Hay là bui thêm cái nhà cắt gỗ nữa ta. Nên không? Không biết nó có nhanh hơn không? Nhưng thôi chúng ta tranh thủ chờ cho nó đủ 10 cái tấm cắt gỗ đó. Đợt nãy là hơi ngại ngại cái map mới nó đi sâu quá thôi. Với lại nhiều dơi quá. Tính không được. Nhiều biến số mới quá. Ở đây thì chúng ta có thêm một cái hầm mỏ bên này. Tôi nghĩ là đi xuống sa mạc nè. Nó là trong cái cây. Cây này nó ghi đó. Sa mạc nè. Rồi bên đây nó chắc là cái hang nấm. Thì tôi không biết ngoài ba cái chỗ này nó còn cái gì nữa không. Game này bản đầy đủ rồi nha. Chứ không phải là early access trải nghiệm sớm hết đâu. Game này cũng hay nhưng mà giá hơi đắt một tí. Tôi mở báo động cái đó. Năm ngày có mấy game mới ra trong cái tháng 10 này cũng hay phết. Ủa sao cái gỗ của mình. À cái gỗ của mình lại đem vô đây. Tạm dừng. Nhiều bản đồ quá rồi. Tôi không biết cái bản đồ để làm gì. Lâu quá. Ngũ xích cao hết cỡ luôn đó. Sống này nữa chắc đủ rồi nè. Rồi ok. Và ủa. À quên. Ừ, trồng lên gỗ mình được 5 gỗ rồi đó hả? Đâu, ví dụ như di chuyển cái này. Trời ơi. Vì đây là cách farm gỗ chứ còn cái gì nữa. Cây không biết sau này nó có lớn lên không. Trăm mấy gỗ. Trăm tám chục gỗ luôn. Ngon.
hai vé vàng nữa là đủ. Cái này có hai này nó ngon đi. Hai vé vàng nữa là xong cái này. Cái vé vàng nó nằm đâu ta? Nhà này á. Một thịt một lông thì ok. Thịt mình có, lông mình cũng có luôn. Xong vé này đi, mình nâng cấp cái nữa mình đi. Không, xong hai vé đi. Tại xong vé này thì còn một cái mình đem đi nữa. Mình phải đem cái này đi theo nữa nè, để có gì mình đổi. Mình ghi con trong shop nó miễn phí. Rồi, nâng mát cái này. Tiếp theo là chờ cái này nó xong rồi mình đi luôn. Đem đồ vô nhanh, đem lông chim vô nhanh. Chắc thêm cái nhà để nữa ha. Thu hoài buồn quá, chế quá. Giờ đầu thế này tạm ổn. Mới vô X2 luôn thì tôi nghĩ mới vô mình không lên X2, tại vì không bao nhiêu tiền cả. Đánh ở đây thì được có 7 à, con này bình thường cũng 7 này. Con này lấy thêm con chặt gỗ nữa đó. Cô trắng này lần sau. Ok. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tính được có 4 lần à. Rồi đi thôi, hết thật rồi. Kích 2 luôn. Máu tối đa nó cũng vô nghĩa lắm.
Is that treasure? Để con bơm găng ở đây. Ok, trời ơi, để ngày qua đây là ngon rồi. Xe đậm quá. Kệ, nó có một cây rồi, không sao. Cái nhảy đây đánh hai cái nó nhảy ra nữa. Rồi đi luôn. Có thể bay. Mình hai con chặt gỗ ngoài thấy nó hơi thiếu thịt đó. Đầu game thì farm gỗ nó ngon hơn là farm thịt. Con này bây giờ phá được cái hang. Còn hai mươi mấy cái mà tiền đó để dành đi. Chín thịt thì cũng được. Chết rồi. Để đây không để, thiệt tình đi để chỗ này làm gì không biết nữa á. Ngu quá, nãy để chỗ này không để. Thôi đi thôi, đi thôi, đi thôi. Con gà này phải giết nó liền. Như thế này không đủ đam vô đây.
Không biết cái boomerang nó dội đánh đây, nó dội xuống đây hả? Đặt cái này đánh dội 6 lần. Nhưng mà nó không tăng đam thì không đủ đam. Nó chỉ dội số lần thôi chứ nó không có đủ số đam. Khó lắm, rất là khó luôn. Chưa biết nó đánh ở dưới hay trên nè. Trời ơi, hai con nó đánh hai hướng rồi toan hết toàn tập luôn. Tính cho giữ vô cuối cùng là toan hết đi luôn. Tính cho giữ vô. Trời, đánh con bên này không đánh, đi đánh hai con gà ở giữa. 14 thịt thì hai con boomerang này cũng không mất 4 thịt ta. 4 thịt thì lấy được nhiêu gỗ nè? 4 gỗ. 8 gỗ, 12 gỗ. 4 thịt đấy là được 12 gỗ. Quên, để mình con này nó solo chết gà này ấy. Mình để này lên ăn cái bốn gà này nó ngon hơn không? Quên. Càng chơi càng thấy ngu nhưng mà nhận ra được cái ngu liền. Tụi này nó lưa thưa quá. Ý đây còn con nữa. Được. Tính con này thì tuôn hai tuôn thì nó còn 3 máu. Sợ lẻ một đam á. Chắc ăn nhất là để con kiều vô đây cái nữa. Cho nó đỡ lẻ một đam. Có gì nó đập qua ô này. Này có 4 máu thôi. Quá kỳ thực. 16 mình có thể ăn lại là 15 thì không có lỗi cho mấy. Máu tối đa 3, có thể bay nè, có thể bay rất là gọn nè.
Hỏi con này có bay rồi. Nuôi boomer gun này không ta? Cái này mình bán là 7. Mình bỏ vào đây lấy 30 thịt, mình mua là con mới. Tốn 10 gỗ, với 5 gỗ là 25 gỗ. 25 gỗ nhưng mà nó tăng được đầy máu với 30 thịt. Còn không thôi mình hy sinh con này luôn. Thôi thôi thôi, mạo hiểm lắm, không có chơi ngu như vậy được. Để sáng như thế này con này nó không có đánh được. The hip. Nó còn 8 máu thôi. Được rồi ông ơi, đừng đánh nữa. 120 thịt. Quá ngon. Thì này đánh boss. Nhưng mà mình sạch gỗ rồi, lấy gỗ đi. Đứng ở đây thì nó mới dội vô được, dội thẳng vô người nó. Hiện tại thì chưa có lấy gỗ được. Rồi con này bay được mà. Trời ơi. Hai mốt thịt 172.
Ủa anh đầu bếp, đánh boss. Sợ này nó chạy thôi. Ây da. Tám máu con này không đủ đam nữa trời, không đủ đam, nó thả hai dơi nữa là mệt lắm đó nghe. Hả? Nó nhảy chết con đầu bếp. Ôi ơi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Sợ cái này nó không bể nè. Con này nó chặt thì nhiều lắm, được thêm tí gỗ nữa thôi. Năm gỗ. Chả nhiều gặp lỗ. Ba mươi bốn thì không có lời cho mấy, dù con này nó rớt ra là 18 hả. Mười tám với năm, 15, 33, 14, 14 thì cũng được.
Trời ơi, nó không có giặt gỗ gần nên con này không có được. Tự nhiên là lấy thịt này. Chết rồi, không có thằng nào đánh cái này hết. Đồ quên này bay được mà. Này nó đập chết cái này. Này nó bắn chết cái này, nhưng mà không có gỗ. Chỉ có 3 gỗ được cái này thôi. Nên có 9 thịt là cao. Ừ, 9 thịt. Để nó chặt mỗi cái này thôi, cái này còn hai vậy. Vậy nó chặt được hai cái. Con này còn 6 hả? 6 thì để đến đây nó ngon hơn á. Hai, ba, bốn. Sợ không chết con này á, tham quá là mình bon luôn á. Chạy tham. Nó không có nhảy vô cái ô nứt. Nó không có nhảy vô ô nứt thì cũng ngon. Rồi đi thôi. Ít hai phát cuối, xăm 3 gỗ. Và một đống thịt, cái này đã gì? Súp bây giờ tăng thêm 1. 3 máu khi hàng thun. Có vẻ cũng khá là ngon. X2. X2 chứ chắc chòi thằng cái chặt gỗ này ngon hơn á. Con này máu nó tới là 25 rồi, bây giờ giảm 5 vẫn còn 20. Bọt. Lần này kỹ rồi nha. Mình được ít nhất là 5 tôn. Nếu như không có thịt, trường hợp có thịt thì 6 đến 7 thôi. Bảy phát thì cái này chết. Ok. Nếu như đủ thịt thì có khi bán đầu bếp luôn. Lấy con ninja ra. Ninja giờ nâng thì nó cũng trễ quá. Giờ này đánh boss thôi. Đầu bếp đứng ở giữa. Ok.
7 gỗ thịt ở đây luôn. Nó nổ qua chết hai con này, rớt một thịt ở đây, rớt gỗ thôi chứ không có rớt thịt thì thôi kệ được con tôi nè. Ủa sao đánh mấy cái chim nó bay đi à? Dứt điểm tụi này liền. Cho đầu bếp tăng ở đây. Không để đầu bếp tăng ở đó thấy ghê quá. Tôi sợ nó bốc hơi luôn á. Trận này chết nè. Thì chết là cũng mệt lắm đấy nha. Ủa, đồ bếp chết luôn rồi hả? Ok, bây giờ không cần đồ bếp nữa đâu. Trời, nãy để cái này bên này mới đúng con diều này qua bên đây. Đặt ở đây á, để ép con này nó đi vòng 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 quanh con này là nó chết luôn. Nó còn một máu ép gì nó không nổi. Người ơi. Vẫn đủ thịt tôi nó không sao. 11 máu hả con. Rồi tôi này chỉ còn mình sống là luôn sao xong rồi đó. Chết con không sao cả. Rồi ok, chúng ta kết thúc game ở đây được rồi đó. Trời ơi. Này thì tay go với chúng tôi. Game dễ, game quá đơn giản, không có độ khó. Đó, bây giờ cái hầm mỏ là bên map sa mạc nó mở nè. Rồi, coi như tôi đã xong 1/3 con game. Không, không chơi nữa đâu, nhức đầu quá.
400 gỗ. Ây da. Vật bắt mũi sử dụng một nước. Bắt thợ bắt cái bọ hả? Này có xương rồng mới nâng được. Rồi coi cái này là cái gì, bạn có thể thêm một cái con nữa. Hồi mình mở thêm 5 lót á, hồi nãy là tôi mới có 4 lót thôi. Con này đặt kiểu mà đứng nó một mình thì nó gây thêm 2 đam. Trong vòng nếu như xung quanh hai ô nó không ai hết. Học cái kill bay với mà con chặt củi á. Con này nè, học thêm cái kill bay nữa, mình vứt ra ngoài map là nó quá mạnh luôn. Nhưng mà phải có hai cái dòng nâng cấp cùng lúc thì cũng hơi khó. Ống nước à. Rồi, coi như game này tôi chơi xong 1 phần 3 thì có thời gian chơi tiếp. Nó chỉ có 3 map thôi. Nào. Map 1, map 2, map 3 nè. Map này nếu như mà ghi nó nắm á, thì nên thiết kế cái môi trường nó mọc mấy cây nắm lên cho nó đẹp hơn. Tại vì nhìn vô đây người ta biết liền, chứ để nó giống cái sa mạc như thế này nó lại giống nhau nè, nền sa mạc như thế này nè, không đẹp cho mấy. Rồi, ok, bye bye anh em, một game thú vị rất là đáng chơi nha. Mấy anh đệ người lùng của chúng ta đây. Để tôi xây thêm vài cái nữa rồi. Mình có 3 nhà người lùng rồi á, xây thêm vài cái nữa đi. Trang trí cho nó đẹp vô. Đây vẫn đặt đường cái nữa nè. Đây cái nữa nè. Đó đẹp chưa? Không, chỉ có quay ngang thôi, không có quay xuyên được. À quay xuyên được nè. Rồi ok, bye bye anh em, có thời gian người chơi tiếp game này, phá đảo luôn.